và vợ anh bả đang lội lên nhà chú thím hai đó cả nhà. Đó. Cả nhà ơi, thì vợ anh á, hồi nãy chú thím hai rủ đi lặng làm bánh bánh tây yến bánh gì mà mình cũng không biết nữa cả nhà. Ở lội tương tơ nãy giờ cả nhà thấy đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện kế hoạch đó, mình sẽ dựng camera mình giấu một chút bả về, cái mình sẽ thực hiện một cái mặt tròn mà. Bây giờ mình sẽ dựng trên nóc nhà, giờ vô dựng trên nóc nhà cả nhà. Bây giờ mình sẽ dựng trên đó ha, bảo đảm bả làm sao biết được đó. Lấy con mưa treo lên cái nữa cho chắc. Hay. Trời ơi, trời tới bến luôn. Lèo cả nhà. Ây da. Máng mưa đầy cả nhà. Ây. Bây giờ tới, bây giờ tới cái nhà. Bà tới cái nhà, bà tới. Vàng ơi, ngủ mà để cửa nẻo đây nè. Điện thoại để gì đây nè. Đó người ta vô lấy gì thì sao hay không biết nữa. Ngủ ghê gì đâu. Không có đóng cửa đóng gì hết trơn. Mới đi chút xíu à. Để gì đó. Thức dậy được rồi. Ngủ hoài vậy? Cái gì? Cô rau vô nhà tôi đi. Cô rau vô nhà tôi đi. Hả? Anh bị khùng hả vậy? Nghe đi. Chút xíu nó mất điện thoại rồi. Đi ra ngoài đi, tự nhiên đi vô nhà tôi đi làm chi rồi vợ đưa vô thấy là nó hiểu lầm sao? Anh láng xẹt. Đi ra khỏi cửa đi. Đi. Láng gì? Vô gì à? Anh khùng hả vậy? Đi ra ngoài nhà của tôi mà. Ngủ đi đâu ngủ rồi làm gì? Anh á ngủ á cửa nẻ không coi đây nè. Rồi lỡ hả? Người ta vô lấy cái điện thoại rồi lúc đó là thất mờ ha. Ủa nhà tôi ngủ tôi để cửa nẻo sao kệ tôi đó chứ mắc mớ gì mà tiên cô đâu có vô tự nhiên mà chửi gõ tôi ôm sụp như vậy. Anh hay quá ha. Nói chuyện á. Vậy nghe được đó hả? Ủa mắc mớ nhà tôi nói sao nói chứ mắc mớ gì không được. Ủa nhà anh chứ không phải nhà em à? Ê nó bậy nha. Nhà này nhà của tôi vợ tôi nha, còn cô đâu vô cô vô đây. Tôi không quen cô luôn á. Vợ nào nữa hả? Vợ nào? Cái nhỏ nó bị khủng gì ta? Nó bị khủng gì ta? Tự nhiên vô nhà ta người nói thằng bảy thằng bả đi ra liền. Đi nha. Có anh bị khủng á, đừng có. Tính thì vô à, thấy mở cửa vô lấy điện thoại rồi nó thức vậy phát hiện rồi giả bộ rồi nó nói chuyện xà lơ. Có điện thoại kỹ rồi còn lấy điện thoại người ta nữa. Xà lơ, ngủ đã rồi thức dậy kiếm chuyện với người ta hả vậy? Cô có chạy xước gì không nữa? Chạy xước gì điện thoại chạy xước trả đây, đây. Ê bậy nha cưng bậy nha cưng ở đâu lại đây mà cưng kiếm chuyện định vô kiếm đồ nó lấy bậy bạ gì đi ra ngoài hồi vợ tôi về nó hiểu lầm nói tôi dẫn bầu nhí vô nữa à. Trời ơi là trời, đi ra ngoài đi nói nhiều quá. Anh bị gì bữa nay ăn bị ăn cái gì chúng vậy hả? Người tự nhiên đem này là cái gì đây về đây để bậy bạ nhà tôi đi cao gác ở đây thứ hai mới cho đó. Để hồi tao nấu đồ cho ăn. Thứ hai nào, thứ hai vậy. Tự nhiên về đây thì nói thằng bậy mặt. Đi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Tôi gãy xương sống luôn. Thằng chồng á. Làm gì? Nhỏ mày khủng quá vậy. Tao ấm đầu quá vậy. Tự nhiên vô nhà. Vô nhà tao nói thằng bậy mặt vậy. Mệt quá không nói chuyện. Nói chuyện nhanh nữa. Đi ra tự nhiên ghế bọng tao. Tự nhiên không mời ngồi đi ngồi. Vô duyên. Đi ra khỏi nhà tao liền. Anh ngủ chưa rồi bị cái gì nhập hay sao mà anh bị khùng cái gì hả? Thôi là vậy đâu? Bây giờ hả? Không biết em là ai, không biết em là vợ anh hay sao? Ê, nó bậy ha, đừng thấy tôi là mở cửa trống không rồi thấy đẹp trai rồi vô rồi nói thằng bậy thằng bạ anh mê tôi nói đại nha. Trời ơi, nghĩ sao? Rồi. Ôi, đẹp trai, mê, không biết ai, rồi đó gù ai, giờ nó bậy. Ê, dữ lắm, cái gì mà đi ngang, thấy tao mở cửa trống không hóc rồi nên vô rồi làm bậy thằng bạ tôi phải gì đi ra. Đừng nói nghe, hồi vợ tôi về nó hiểu lầm thì mất công người giải thích lắm à. Thôi đi ra đi mệt quá. Bữa nay nói gì vậy? Hả? Nó khùng gì vậy? Hả? Đi ra vô. Anh khùng hay vậy? Đi ra. Tôi nhẹ không muốn cái gì ta. Nhà là nhà của em thì em vô nhà là mất mới thì phải đi ra. Bây giờ anh đi ra thì dạ. Đi ra đi. Nhỏ nó khủng đó ta. Mình như bị điên cái gì ở đâu mà tẩn thì vô người nhà ta nó bậy bạ vậy. Tức gì đâu quá tức. Làm gì tôi kiếm đồ lấy cho bọn kiếm đồ lấy cái gì. Lấy cái gì? Điện thoại để đây nè. Hồi mất điện thoại là chết tôi đó cho biết gì đó. Vô chiên vừa phải thôi nhằn. Nhà nhiếc gì? Bây giờ đi ra không?
anh bộ bữa nay bộ uống thuốc trúng thuốc gì vậy sao mà nói chuyện khùng quá vậy? Ăn vậy ấm đầu ai uống thuốc thì giờ uống thuốc đi. Má ơi, má con có quen biết má là ai đâu, tự nhiên má lại nhà con vậy? Còn bảy bà con hồi vợ tôi về nó đi sớm hỏi về nó ghen chết luôn á trời. Đi ra giùm con cái đi má, có gì mình từ từ nói sau. Trời, cái ông này nè bị gì hay vậy? Ngủ chưa, bị sản hả? Sáng cái gì, tự nhiên nhà ta tơn đây rồi nhận làm vợ người ta rồi cái gì đó bảy bà nè làm vợ mấy không có được, không có được. Đi ra, đi ra đi, ra anh vô với gì vừa phải thôi nha. Giờ đi ra không? Em không có giỡn à, Giang làm giỡn chút đi. Không ra đi, không ra lấy chỗ chả quá. Giang làm giỡn chút nè. Cô làm cái quái gì vậy? Đi ra khỏi nhà đi. Đi, khủng khủng đâu vô nhà người ta nói bậy với bạ gì. Trời, nó tức lên này trời. Đi ra không? Tôi vậy làm gì? Tôi điện dạo về đó là lúc đó nó về nó cào nát mặt luôn đó. Đó điện thử ơi, con vợ nào của anh đâu. Đó điện về đây cho anh thấy mặt coi. Ủa mắt mới điện về cô thấy mặt cô làm bậy với bạ, nó bậy với bạ, nó ghen nó vậy. Giờ đi ra khỏi nhà anh. Trời ơi. Đi. Đi không? Trời ơi, ngủ xong rồi làm gì? Đi không? Cái gì? Giờ đi không? Cái gì? Chỗ mặt hả? Giang. Dạ, vỏ này là vợ tôi dạy tôi đó. Đi đưa điện thoại tôi điện nha. Điện thoại của tôi mà đưa gì? Đưa chạy tinh thần cho rồi đi. Nói lại ai vậy em thần? Anh á. Tự nhiên đi vô nhà ta bậy bạ. Thứ nhất á là thấy mở cửa nè, thấy tôi ngủ định vô lấy điện thoại tôi phát hiện nè. Tụi kiếp chuyện nó chớ qua chớ lại. Cái thứ hai chắc ở biên quà mới về vậy nè. Trong chạy điên tâm thần mới ra gì nè, rồi nói xà lơ nè. Uống thuốc chưa? Đi giữ thuốc đi má. Mà tôi nói nhẹ không muốn. Cái đi. Gì trời? Đi ra khỏi nhà đi. Đi đi. Anh điên à? Đi không? Đâu mặt cái gì? Đi không? Đi à? Anh đi thì có. Anh nghĩ sao vậy? Bây giờ muốn đi không? Đi theo em. Đi. Tôi vô đây à? Ai biết mấy người là ai đâu? Đi. Bây giờ. Trời ơi. Đi mở cửa nhau. Nhỏ mặt hả? Mở cửa nhau. Nhỏ mặt không? Anh hả? Thầy ui mọi người làm đúng không? Vô đây làm gì? Muốn làm gì? Hả? Dạ muốn bằng đá giờ vô. Kỳ cục trời, người đâu kỳ cục trời. Cứ là tôi không quen cô luôn đó, không biết cô là ai luôn á. Không quen thì thôi, không quen hả? Sao? Kỳ cục. Giờ sao? Quen không? Không có quen. Ôi là chị em, ngủ xong em bị rú lỏng luôn cái gì vậy? Hả? Ngủ rú gì đâu, rú trời. Anh không có quen với em luôn á. Không quen luôn hả? Có quen đâu, tự nhiên giờ hỏi bây giờ nói thiệt nào bây giờ. Bình tĩnh ngồi đây, bình tĩnh đây, ngồi xuống đây. Buông ra. Bình tĩnh, giờ lỡ là giúp người, giúp cho chót, ngồi xuống. Giờ nói chuyện bình tĩnh, hỏi nè. Giờ em tên gì? Em tên gì? Hỏi chị. Hỏi nó biết rằng em tìm người nhà. Ở đâu? Người tự nhiên ở đâu mà đi vô đây? Như anh đây là không biết em luôn đó, hồi đó giờ anh chưa gặp mặt em luôn đó. Em không phải ở cái xóm này đâu. Vậy chứ đâu? Ở xóm này là anh biết rồi đó. Ở xóm này là chỗ là anh biết chưa á. Từ đàn bà giá, đàn bà chưa chồng, người con gái mới lớn anh biết chưa luôn á. Mà anh không biết em luôn á. Hai mấy người đó biết hả? Biết hết trơn, heo he, gạnh quá he. Sao không gạnh? Mà giờ em ở đâu nói đi, nói thiệt đi, anh tìm người nhà đồ. Anh không giỡn mặt có anh có giấy tờ tùy thân gì không? Kiếm ai? Có giấy tờ gì không? Vậy đi. Không có vậy em mục đích nữa đây làm gì? Nên mất. Đúng rồi quên. Bây giờ mới có mấy cái vụ bỏ bùa dữ trời lắm. Khẩu trang hết trơn rồi trời. Đi khủng vậy trời. Mấy cái vụ bỏ bùa đồ đang chuẩn bị lấy đồ để đạt với người khác nè. Cái mặt này nghi nghi thôi. Đi ra ngoài. Đi. Không có tiếp nữa. Đi. Muốn nghe đi. Làm gì vậy? Ui dạ. Nữa. Trời ơi trời. Anh muốn gì? Anh muốn gì? Tôi hỏi cô muốn gì á? Muốn gì? Không biết ai muốn gì vậy? Tự nhiên nhà cửa ta vô xà lơ nó bậy bây giờ đi ra ngoài không? Ủa ai xà lơ? Hả? Ai xà lơ? Muốn gì? Không giỡn nha. Nãy giờ là nhỏ nhẹ rồi đó, bây giờ đi ra không? Giờ đi không? Không đó. Tôi điện vợ về lúc đó đừng trách à. Dạ anh điện đi, điện thử con nào dám về đây. Tôi điện nó về hả, con vợ nó cào nát mặt cho biết. Cào sao? Cào đây hả? Khỏi. Con vợ nó giữ nó ha, bảo đảm cái mặt này về hả, nó cào nát luôn. Tôi tử mà nó còn sợ nữa biết rồi đó. Thách luôn á, tôi con nào dám vô đây, bước vô nhà này. Vợ về hả, nó cào nát mặt có đường trách nè. Ôi. Gặp cái thứ dữ lắm là biết rồi đó. Mà tới số là giờ nói chuyện gì hả? Dữ nào? Tôi nói con vợ tôi không nói cô. Tôi nói con vợ tôi dữ. Vợ nó không dữ. Trời ơi. Anh hay quá, anh ngon quá ha. Ở mắt gì không ngon, vợ tôi thì tôi có quyền nói thôi. Nó dữ thì nó dữ, để nó dữ thì nó hiền. Thôi, bữa nay chúng nhầm cái thuốc gì không biết nè ha. Có cô vô nhà tôi, cô nói là mày á. Còn vợ tôi nó dữ rồi đó, giờ tôi nói dữ rồi đó, giờ sự thật. Nguyên sớm nào không biết nó dữ chân á. Giờ khỏi mà điện về. Cái ly này vô trong hổng không? Bây giờ ngồi im ở đi, đừng có giả bộ kiếm chuyện.
Tôi để vậy nó cào nát mặt cho biết, cũng đừng chấp. Ừ, coi con nào vậy hay dám vô đây. Nghe nó mắc cười. Ăn ngủ xong rồi nói xàm, ba láp xào. Tiền luôn rồi. Gặp xui xẻo được. Sim 1 hết tiền luôn, điện sim 2. Điện sim nào điện? Rảnh. Vô rồi gặp là gặp xui vậy. Ừ, phải rồi. Sáng sớm gặp gì đâu không à. Sáng sớm gặp gì đâu không à. Ăn ngủ xong bị khùng cũng sao. Tối tôi nè, cái nào kiếm. Làm gì? Khủng thiệt kì. Ủa này máy vợ tôi mà. Nghe ai nói gì? Máy của em đó. Ủa, máy vợ tôi sao trong túi của cô? Trời ơi trời. À, vậy là nãy giờ cô gần gần cô lấy điện thoại của nó phải không? Định qua đây lấy thêm điện thoại tôi chứ gì? Thầy ơi mà. Trời ơi, lồi cái mặt ra. Chứng cứ rõ ràng luôn, tan chứng vật chứng rõ ràng luôn. Đi cho mày. Bữa nay ăn chút cái gì, nhầm chút cái gì vậy hả? Đi theo tôi lên công an đi. Công an. Công an vậy đâu đây hả? Anh đi cùng máy đó, máy của em. Ôi trời, trời cái máy của vợ tôi mà dám nói máy của cô. Anh chấp của nó phải không? Thì ra là lồi ra rõ ràng. Thấy nhà cửa trống trơn định vô lấy thêm điện thoại nữa, nó lần chùi hai cái đi cái gì? Đi lên công an liền. Đi lên công an thôi. Uống nhà gì? Uống nhà tôi. Đi công an. Sao tự nhiên anh ở đây ta? Cái gì? Có nhớ đang ngủ mà trời. Ngủ hả? Ủa em? Em gì em? Không em gì ở đây hết trơn. Thôi làm gì tự nhiên cầm chổi mà mộng quét nhà vậy? Cái gì? Có đang ngủ mà trời. Nhức đầu quá. Tự nhiên nhức đầu quá. Anh bị điên hả? Thôi bây giờ em vô nhà đuổi em ra ngoài luôn hả? Ủa em nói gì kì? Anh đuổi em nào? Tự nhiên nó đuổi em hả? À? Báu tay báu chân hả? Rồi nè, đỏ tím bầm luôn rồi nè. Thấy không? Ai báu? Anh với ai? Anh nói em hồi nào? Nè, đỏ luôn nè, nè. Nè. Sao mà đỏ? Có dấu tay nè. Thằng nào báu phải không? Đi thằng nào phải không? Trời ơi, tỏ rồi tỏ. Lại anh luôn à. Ngươi lại chuyện bây giờ. Cái hả? Gì? Bây giờ nhận em rồi giờ hả? Rủa thừa thằng nào báu nữa. Cái ủa? Thằng này nè, thằng chồng này nè. Nó bị điên nè. Em nói ngộ ta nãy anh ngủ đây rõ ràng đây mà. Tự nhiên em về em tự nhiên cầm chổi cái quánh anh tùm lum la rồi nói chuyện tầm xàm gì vậy? Em nhức cái đầu với anh. Tự nhiên tại sao chày, tại sao đỏ? Em trốn với anh luôn rồi đó, anh hiểu không vậy? Bây giờ em giải thích sao tại em đỏ. Mới sáng đây là đi qua nhà của thiếp hai làm một chuyện sát sinh được bọc bút chuối, đặng chiều nấu đồ ăn. Bây giờ cái về hả, đuổi ra khỏi nhà, nói này nói kia, rồi nói em lấy điện thoại lấy này kia của anh. Rồi giờ à, hả? Em nói bậy nè, anh không có biết gì hết trơn, tự nhiên đang ngủ nè, anh mới vừa chưa thức dậy đọp nè. Tự nhiên em nói gì tùm lum trầm chổi quánh anh rồi cái gì điện thoại rồi bấu tay tùm lum như vậy, anh biết gì đâu. Thôi nè, hồi sáng là em đi qua tiếng hai là em làm công chuyện đúng không? Đúng rồi. Ờ thì đúng rồi, xong anh ngủ. Ủa tự nhiên bây giờ mới vừa tỉnh dậy đọp em nói cái gì tùm lum như vậy? Rồi đi qua bảnh là mà tại sao mà cái tay nó chày hả? Thì anh mới đánh nó nó chày. Kiếm chuyện nói đi chỗ này chỗ kia rồi đi với thằng nào phải không? Hồi ăn nào phải không? Đừng có nói gì à, tôi không đồng ý vậy đó à, đừng có ấy à, không biết à. Anh ơi là anh, em đi từ nhà vô trong, thấy anh nằm trên võng rồi nè, ngủ khò, ở động để đồ trên đó. Tự nhiên hả, cái bớ sớ ngồi vậy, cái đuổi người ta ra ngoài, nói em là chuẩn bị vô lấy điện thoại thế gì, không phải vợ anh hay là này kia, đuổi xô đuôi kia ra ngoài, ẩm đi ra ngoài. Thôi đừng có cái miệng lưỡi kìa, bây giờ giải thích sao nè, sao cái tay chạy nè, sao chạy vậy nè. Ui, đau. Giải thích đi, đây chịu hay rồi. Không giải thích được đi ra khỏi nhà biết gì đó. Đừng có giỡn mặt. Đúng không? Trời. Kiếm chuyện hả? Cái gì kỳ trời? Kiếm chuyện hả? Giải thích nha. Làm sao là giải thích ra chỗ này sao? Tại sao? Có nói rõ ràng không? Trời ơi chị em, bây giờ hả? Hết đủ thừa chuyện này chuyện kia. Rồi tỉnh gì? Bây giờ nhận cái vợ rồi giờ nói gì? Đủ thứ hết trơn, đi thằng này thằng nọ. Đừng có miệng lưỡi cái miệng nè. Đừng có miệng lưỡi. Đừng kiếm chuyện. Hay chịu không giải thích được cho đó hai biết cái cảnh. Quánh khỏi vô nhà cho biết gì đó. Thầy ố thì mà. Trời ơi. Anh điên hay vậy? Ngủ lúc vậy bớt sớ rồi giờ bớt sớ hơn hả? Giỡn mà không? Giải thích cho kỹ nha. Chịu vô mà không giải thích kỹ chỗ đó biết. Bớt đánh nó đây ra không chết luôn à. Tôi nói nha. Tiếng miệng đi, đi không? Trời ơi. Người nồng, người nồng. Giải thích cho kỹ đó, cái chỗ đó đừng ấy. Trời ơi. Chồng mắc dịch nè. Làm gì trời?
không hiểu gì luôn á. Mới đi có chút xíu à mà về đủ chuyện đủ đội chưa hả? Ngủ khi nào bị ma nhập gì không trời? Nói chuyện gì đâu không hiểu luôn. Bực tội. Bà chưa biết bị tròn nữa cả nhà. Bây giờ bà đang gói cái vụ là cái tay bị bầm rồi, tự nhiên khúc cuối ở đâu mà lòi ra được cái tay bị bầm đó, bà chết với mình rồi. Bây giờ làm sao chiều bà phải giải thích được chỗ đó cho mình. Thôi bây giờ tình hình thế nào thì mình hẹn ở nhà clip sau nha. Bây giờ là kết thúc clip cả nhà. Bà còn đang quạo ở đâu, bà nãy giờ bà làm mẹm đâu ngoài giường á. Thôi giờ bye bye cả nhà nha. Tình hình sau thì mình sẽ quay cập nhật cho cái nhà ở clip sau nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Bye bye.